Việt Nam phản đối việc Bộ Ngoại giao Anh và Canada trao giải thưởng tự do báo chí cho nhà báo tự do Phạm Đoan Trang, hiện đang bị Việt Nam cầm tù và cho rằng việc hai quốc gia phương Tây trao giải cho một người vi phạm pháp luật Việt Nam không có lợi cho phát triển quan hệ song phương với Hà Nội. Chính phủ Anh và Canada công bố trao giải thưởng Tự do Truyền thông 2022 cho Phạm Đoan Trang tại hội nghị Tự do Báo chí ở Tallinn, Estonia hôm 10 tháng 2. Đây là giải thưởng mới nhất dành cho bà Trang, người được quốc tế công nhận vì những hoạt động đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam, nơi có ít tự do báo chí và thường bị chỉ trích về hồ sơ nhân quyền yếu kém. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ở Hà Nội, Phạm Thu Hằng, hôm 18 tháng 2 nói, hành động của Anh và Canada là không phù hợp. Bà Trang bị bắt giữ tháng 10 năm 2020 và bị kết án 9 năm tù tội tuyên truyền chống nhà nước vào tháng 12 năm ngoái, một hành động bị phương Tây và các tổ chức nhân quyền quốc tế phản đối. Anh và Canada chưa phản hồi trước phản ứng của Việt Nam. Phạm Đoan Trang từng được tổ chức phóng viên không biên giới RSF trao giải thưởng tự do báo chí, hạng mục tầm ảnh hưởng vào năm 2019. Việt Nam bị RSF cho vào nhóm các nước ít có tự do báo chí nhất thế giới và cũng là một trong những quốc gia bỏ tù nhiều nhà báo nhất.